Mỗi cái xích đu mà cứ nhạng dị cả lên. Thế cậu có định chơi xích đu không đấy? Cái trò rửa éc đó đầy chá thèm. Chúng mình đi thôi. Chúng mình chơi trò này sẽ thích lắm đấy. Được rồi, chơi đi theo cho. Tốt rồi đấy. Được rồi. Chúng ta cùng chơi thôi. Nhanh lên.
chàng lưu sơ tính rồi. À, chúng ta giả vờ như không biết, phải cho luôn một bài học mới được. Yên tâm, vũ khí của tớ đây. Da 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 di da, da 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 di da, da 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 di da. Bắt đầu nhé. Chúng mình về thôi. Quái, không lẽ chúng nó sửa lại rồi à? Cuốn sách gì đây nhỉ? Còn thiếu thứ gì nhỉ? Không biết đã thành công chưa nhỉ? Kệ, phải thử cái đã. À, đây rồi. Tuyệt vời.
Yeah. Yeah. Thành công rồi, thành công rồi. Yeah. Không biết dung dịch này có tác dụng với các loài vật không nhỉ? Hiệu nghiệm quá. Mình phải tìm trò vui với lọ dung dịch này thôi.
trọng hơn chứ. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Chẳng nhẽ mình lại thua à? Đấy rồi. Bỏ cuộc đi. Thôi, mình đi trước nhá. Bye bye. Tớ đi trước đây. Đã kém rồi lại còn đòi thi với tớ. Tưởng trốn đâu chứ, ai ngờ. Đây rồi, tớ đến với cậu ngay đây. Quái, sao lại có hòn đảo mọc lên giữa biển thế này? Cái gì đây? Cứu tớ. Bùn ơi, cứu tớ. Bùn ơi. Bùn. Cứu tớ. Sao chẳng chỗ nào có cá vậy nhỉ? À, kia rồi, nhiều cá quá. Có thế chứ. À, đây rồi, chỗ này tuyệt. Thank you.
Ui. Ngồi đây mát ghê, lại êm nữa chứ. Quái, tảng đá mình ngồi đâu nhỉ? À, mày đây rồi, tao sẽ cho mày biết tay. Không biết nó trốn đâu mất rồi nhỉ. Thôi chắc nó chạy mất rồi. Đành về vậy. Ra đây không thì bảo. Xem người trốn trong đó được bao lâu. Này trốn này. Này trốn này. Trốn này. Nhả ra. Nhả ra. Nhả ra. Có cách rồi. Để xem mi có chịu nhả ra không. Lu, con bị làm sao thế này? Bun ơi, cậu nghĩ cách gì cứu tớ với? Muốn rùa há mồm ra, chỉ có một cách là có một tiếng nổ thật lớn. Cách gì cũng được, cậu nghĩ mau lên. Tớ có cách rồi. Đau quá. Mau lên. Ha 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 ha
Lu, trả kẹo cho tớ. Trả đây, kẹo của tớ mà. Lại, đây, ê, lại đây mà lấy này. Trả kẹo cho tớ. Chạy đi đâu? Chạy, chạy à?
gì đâu hả? Chạy nè, chạy nè, chạy. Đưa kẹo đây, đưa kẹo đây, đưa kẹo đây. Cậu có đưa đây không hả? Của tớ chứ, của tớ. Chạy nữa không hả? Đưa đây. Kẹo, kẹo. Là cậu đấy. Đẹp thật. Chà, một ngày đẹp trời. Chào bạn Lu, bạn cho mình xin chữ ký được không? Bạn ký vào đây. Quá đơn giản. Thành tích là thói quen của mình mà. Này, mình và bạn đi ăn kem. Có được không? Mình bận rồi, mình không đi đâu. Mình dài lắm, để mai mình ký tiếp cho bạn nhé. Mình là Bun, hẹn mai gặp lại. Bye bye. Hôm nào Bun rảnh vậy? Thank you.
Bạn làm mình mất mặt quá. Câu nhảy là của mình. Mình nghĩ sân tập này là của chúng. Ai tập cũng được mà. Muốn ai tập cũng được không? Này. Tập này. Tập này. Đẹp quá. Đẹp thật đấy cậu ạ. Wow. Đẹp quá. Nhanh lên. Đẹp quá. Nào, chúng ta cùng thám hiểm thôi. Mm-hmm.
Nhỉ? Thật là hú vía, nhưng mà cũng vui quá buôn nhỉ. Nào, 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 đá đi, đá đi. Nào. Này. Chết rồi, vỡ kính nhà giáo sư tê giác rồi.
cậu vào lấy đi. Cậu đá thì cậu phải vào lấy chứ. Tớ mới cậu vào lấy vậy. Đi nào. Thơm quá. Đang khát khô cả cổ đây. Phải uống cái đã. Cứ tưởng là chai nước ngọt, ai ngờ. Cẩn thận. Cậu cho tớ uống thử lọ nước màu xanh kia xem nào. Có nước làm nhỏ người thì thế nào cũng có nước làm người lại bình thường. Ý kiến hay đấy. Nào, há mồm ra. Tớ trở lại bình thường rồi. Chết tớ rồi. Cậu mau nghĩ cách giúp tớ với. Được rồi, để tớ nghĩ cách. Lúc trước cậu uống lọ nước màu vàng thì người bé tí xíu. Bây giờ uống lọ nước màu xanh thì người lại to đúng thế này. Tớ có cách rồi. Bây giờ tớ thử lấy hai lọ nước hòa vào nhau xem sao. Cậu chịu khó chờ nhé. Nào, cú
xuống đây. Há mồm ra. Ôi, chị Tại tôi tò mò quá. Cảm ơn cậu nhé. Đợi tớ một tí, tớ lấy quả bóng đã. Nhanh lên nào. Đây rồi.